Minasan konnichiwa. Nhân lúc Hoa Sen xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay mình đã quay trở lại với các bạn để chúng ta đi tới một bài học mới. Đầu tiên, chúng ta có tấm hình thể hiện cho động từ mimas. Vậy chúng ta nhìn thấy gì nào? À, kawa o mimas, sakura o mimas, hanabi o mimas và fujisan o mimas. Bên cạnh động từ nhìn, chúng ta sẽ còn có một động từ nghe, đó chính là kikimas. Nami no oto ga kikimas, tori no oto ga kikimas và radio kikimas. Vậy chúng ta nghe thấy hay nhìn thấy một cái gì đó thì ngày hôm nay chúng ta sẽ học là chúng ta nghe thấy hay nhìn thấy một việc nào đó. Chúng ta sẽ đi vào với ví dụ nào. Chúng ta có an san ga kirei na onanohito to arite iru no o mimashita, tức là tôi đã nhìn thấy cái việc mà bạn An đi bộ với lại một người phụ nữ đẹp. Chúng ta không còn nhìn thấy bạn An nữa mà nhìn thấy cái việc, một cái hành động của bạn An đã làm. Chúng ta có nào, an san ga ego o hanasu no kita koto ga arimasen, có nghĩa là tôi thì chưa từng nghe thấy cái việc mà bạn An nói chuyện tiếng Anh. Nào, ngoài ra, ngoài động từ mimasu và kikimasu ra, chúng ta sẽ còn có động từ là à miemasu và miemasen. Ở đây có kikoemasu và kikoemasen. Cũng giống như vậy, chúng ta sẽ nhìn thấy hoặc là nghe thấy một hành động nào đó. Ví dụ như chúng ta có tấm hình như sau. Các bạn có là koko kara kodomo tachi ga asobu no ga miemasu, tức là từ đây thì tôi nhìn thấy được là lũ trẻ đang chơi đùa với nhau, tức là mình nhìn thấy hành động rồi nha các bạn. Tiếp theo chúng ta có bức hình như sau. À, tonari no heya de dare ka ga kenka shiteru no ga kikoemasu, tức là tôi nghe thấy được ở bên phòng bên cạnh có ai đó đang cãi nhau. Cảm ơn các bạn đã tham gia buổi học ngày hôm nay cùng với Nhung. Các bạn hãy click link bài tập ở bên dưới để có thể ôn lại bài học chúng ta vừa mới học. Hãy minasan sayonara và ta aimashou.